Giờ ghép hình nè. À, đây là cái background có sẵn ha, bây giờ chúng ta đưa hình cô gái qua. Thì cái này nha, chúng ta sẽ lấy cô gái thôi, không lấy cái background phía sau ha, cho nên chúng ta dùng công cụ magnetic lasso tool, chọn thêm cái nam châm hút ha, chọn thêm cái nam châm hút cho nó nhanh nè. Chúng ta dùng chuột, chúng ta sẽ đi quét một vòng ha, lâu lâu mình kích một cái cho nó neo lại, nó neo lại à. Rồi, sau đó dùng công cụ hình chữ nhật cộng thêm ở dưới nè. Nói chung cái này là cái công chỉ là cái phương pháp làm thôi, ghép hình chọn hình ở dưới nè đó, rồi dùng thêm cái lasso tool để mình sẽ cộng thêm những chỗ nào bị thiếu hoặc là bớt đi những chỗ nào nó dư đó. Rồi ha, cái này cộng thêm nè. Đó, như vậy là để chọn xong được. Đó, bằng một cách chọn được cô gái. Bằng một cách chọn được cô gái, sau nó Ctrl C qua bên đây, Ctrl V dán qua đây. Rồi đóng cái đề lại. Hay là Ctrl T thu nhỏ lại. Rồi. Và chúng ta sẽ xoay nghiêng ha, mình để như đây. Enter. Đó. Rồi, ok. À, sau đó chúng ta sẽ giảm cái opacity cho nó mờ xuống, ẩn hiện gì đó thì nó mới đẹp, lung linh nó mới đẹp. Đó, ha. Là thứ nhất. Thứ hai này chúng ta thấy ở đây nó có một cái đường vết cắt, cái cắt cái hình nó ngắn á, thế này thôi. Cho nên chúng ta dùng phương pháp là dùng mặt nạ cũng dùng cọ brush màu đen, cọ tràn mờ. Chúng ta sẽ chấm chấm vào đây nè. Đó, nhưng mà đừng có nhiều quá, ít thôi, nhỏ thôi. Đó, xóa đây nè, để nó không thấy cái vết đó luôn, đúng không, không thấy cái vết đó luôn. Đó, mình quẹt vô cái chỗ này nè. Đó, rồi là thứ nhất, opacity có thể mờ xuống chút xíu nữa cũng được, ẩn hơn. Đó, như vậy ok, tới đây ta hình dung không ha. Rồi là chèn cô gái qua cho opacity mờ xuống và xóa cái vết này đi. Rồi văn bản thì ta dùng công cụ test kích một điểm ha, gọi chữ lớp vô vô Ctrl A ha, chọn màu của nó thì màu đen nè, màu đen. Rồi rất tuyệt vời, cái phông nó vô tình nó có phông đẹp luôn. Tức là ý thì nói đây là chúng ta sẽ xài cái phông chữ á, tùy theo cái văn phong á, ví dụ như là trong văn phòng á, văn bản á, thì cái phông phông nó sẽ nghiêm túc. Rồi đối với cái này là chữ lớp á, tình yêu á, thì cái phông chữ á, nó phải bay bướm á, nó phải lượng gì đó thì nó mới đẹp. Chúng ta chọn phông cho phù hợp chứ không phải là chọn cái này cũng được ha. Rồi Ctrl T mình nghiêng đi ha, mình ghép vô đây, mình nhỏ vô. Đó, mình ghép là xem cho cái chữ này nó nối vào cái cọ nè. À, rồi cái đó mình ghép cái thằng cô gái lên chút xíu. Ok chưa? Thấy chưa không? Đó, cái chữ lớp vô nó phải ạt chút xíu nha, đừng có lấy cái phông mà nó bình thường quá không không hay. Nó phải ạt một xíu, nó phải bay lượn thế này nè, ghép vào đây. Rồi và cái ngòi viết nó phải vô cái chữ U này. Rồi, kế tiếp nữa là chúng ta sẽ tạo một cái layer mới. Tạo một layer mới, chúng ta tô màu đen. Tô màu đen. Sau đó chúng ta dùng cục gươm á, eraser tool á, và cọ thì tròn mờ rồi và đường kính nó cũng khoảng như đây, chúng ta xóa. Xóa từ 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 dần ra. Thì bên trong nó sẽ bị mất đi. Và bốn cái góc này nè, vẫn còn bốn cái viền đen. Nhìn cảm giác nó tỏa ra. Đó, như vậy xong rồi đó. Hoặc là cái này cũng được, hoặc là chúng ta tô màu xanh chẳng hạn cũng được luôn. Tô màu xanh. Đó, tô màu xanh vô. Đó, rồi chúng ta dùng cục gôm cho xóa cũng được. Hiểu chưa? Nhiều phương án nhỏ bí lắm, nhiều phương án lắm ha. Nhưng mà màu đen nó đẹp hơn, nó sang hơn. Ok, rồi xin mời lúc mình tiến hành làm thầy bài này nha, ghép hình.